Rồi, mình xin chào anh em nha. Hôm nay mình thử mình làm bài mồi mình test cá chép anh em. Thì mình sẽ kết hợp giữa cái cám cá đài của bên shop 68 với lại là mồi chép hua với một đại xíu cám trứng. Thì hôm nay mình sẽ thử anh test cái mồi này đánh cái chép cái xem cái hiệu quả hay không nha anh em. Nếu mà hiệu quả thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Thì đánh tự nhiên. Hôm nay mình không có điều kiện mình ra tự nhiên mình test thì mình sẽ test trong cái hồ. Thì nếu mà thấy ổn thì mình sẽ ra ngoài tự nhiên mình làm nhiều cái bài test cho anh em xem cái hiệu quả. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình trộn. Tiên là mình sẽ cho cái cắm trứng vào. Cắm trứng này thì anh em cho ít thôi, không cần nhiều đâu. Nhiều quá thì nó sẽ át mất những cái cám khác. Mình sẽ cho nước vào, tại vì cái cắm trứng này nó phải cần cái thời gian nó nở rồi nữa. Thì cứ khoảng chừng 2-3 phút là nó sẽ nở ra thôi. Thì ở đây mình có cái cám hua. Cái sữa chép, cái này kêu bằng sữa chép. Chứ chép hua nè, cái bịch 350 g của hua nè. Bịch này thì mình mua ở của Việt Nam Fishin. Với lại bên đây là cám cá đài. Thì bây giờ chờ cái cám chim này nó nở ra xíu á, mình sẽ cho cái thành phần hua với lại là cắm đài vào. Thì cái sữa chép này á anh em cho ít thôi đó, không cần nhiều đâu. Mình cái bịch này thì mình có thể sử dụng nhiều lắm. Hồi trước mình có nhiều cái bài mồi á hồi trước mình có nhiều cái bài mồi mình chia sẻ là cái chép hua này nè với lại cái cám cá đài, thì cái hiệu quả cũng khá là ok. Đánh tự nhiên, đánh hồ. Thì hôm nay mình muốn kết hợp thêm tí xíu cắm chim để mình xem cái hiệu quả của nó cũng có ok hơn cái sữa chép với lại là cắm đài không nha. Thì bây giờ cắm chim nó cũng nở rồi, mình sẽ cho cái cắm cá đài vào, tại vì bản thân cái cắm cá đài này đánh chép cũng khá ok rồi. Mình biến tấu thì mình cho cái sữa chép hua, và bây giờ mình sẽ cho thêm cái cắm chim vào để mà tăng cái hiệu quả lên. Rồi bây giờ mình sẽ đầu mình trộn anh em. Mình á thì không có tổ mồi xả riêng, mình đánh tự nhiên là mình hay đánh cái kiểu là câu mồi nào xả mồi đó, vừa câu vừa xả luôn, chứ mình không có trộn kiểu mà câu rồi xả trước. Tại anh em ví dụ anh em làm cái mồi xả trước á, thì cũng ok thôi, nhưng mà mình thì không có làm theo cách đó, thì mình câu mình xả luôn. Nhưng mà đánh tự nhiên á thì nước nó chảy thì mình xả trước đó, thì nước nó chảy nó sẽ trôi đi hết cái mồi của mình, thì mình sẽ tận dụng cái mồi á, là khi mình vừa câu mình vừa xả luôn. Thì trong quá trình đó thì cái mồi mình cái lên giật cho nó lên lên xuống á, nó sẽ rớt dưới đáy, thì nó sẽ dẫn dụ con cá vào. Thì trong lúc đó mình có lưỡi câu thì dù cá nó ăn thì mình sẽ có khả năng mình bắt được cá cao hơn. Khi mà anh em xả trước thì cũng tốt thôi, nhưng mà có khi mà anh em chuẩn bị lâu quá thì nó sẽ vào nó ăn mồi thì nó đi lại tự nhiên, mà nó đâu có ở cái đó hoài, nó ăn hết mồi thì nó sẽ đi thôi. Cái mùi nó cũng ok đó nè, nhưng mà không biết khi mình test thì nó như thế nào. Thì mình chỉ tổ một cục nhỏ thôi, mình sẽ test trước, nếu mà nó không ok thì mình sẽ thêm hoặc là bớt cái nguyên liệu cho nó ok hơn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra cái cặp mồi đầu tiên anh em. Thì cặp mồi đầu tiên thường là mình sẽ bóp cục mồi, một cục to một cục nhỏ. Cục to để là khi mình giật lên là giống như là cục mồi xả của mình vậy. Rồi bây giờ mình ra cần cho anh em xem luôn cái hiệu quả của cám này như thế nào nha. Phao nó hơi chìm xíu nè. Bây giờ mình sẽ xả cục mồi đầu tiên, giờ mình kéo phao lên.
Mình câu cần 36. Rồi, pha ok rồi anh em. Giờ chỉ coi cái hiệu quả của cái mồi thôi. Cá ăn gì không em? Mời cá ăn coi. Lên hai. Qua cái bụi tạ nó có cao không rồi. Hôm qua con tắm sớm. Để giật được chưa? Có phi nè. Rồi, vô coi. Vô coi mày. Phi cũng to ghê. Cá đang ăn lửng anh em ơi. Mồi chưa xuống đáy là nó bắt đầu nó ăn rồi. Đây. Cái gu phi mà nó lai điêu hồng hay sao nó đỏ nè. Cá mà chạy quá trời chạy gì? Cá nhỏ mà chạy. Ấy. Mình lớn gì anh chạy. Hai con luôn. Hai con luôn bạn. Chạy ghê chạy.
này phi nữa. Mồi này quăng xuống chưa kịp xuống đáy là nó đã lôi phao nó chạy đi, vậy là đã để nó ăn lửng rồi. Nhưng mà ăn lửng vậy thì khả năng mình bắt chép khó lắm, tại vì mồi nó đâu kịp chìm xuống đâu, cá chép nó vô nó ăn anh em. Rồi để xuống chụp liền luôn anh em ơi, ăn lửng rồi, cá bự nè, phi bự luôn, chạy khỏe ghê. Con này giờ cái bự nè, rồi rớt luôn rồi, nó giải đau quá ruột rớt luôn anh em. Bây giờ mình ẩu cái phải cầm cái khăn chứ, lại không có khăn nó giải cái là nó sóc gai vô đau. Nãy giờ được hai cái bự mà xảy hết trơn rồi, xui quá. Để xuống chụp liền các bạn. Ê cái mày dinh đây, con cá mày dinh rồi các bạn. Mồi này chiến được mày dinh luôn nè, thơm mồi thơm nè, dinh cũng to quá chứ. Cá chạy phê quá bạn ơi, phi bự không, không thèm giật nữa nè. Các bạn coi cá bự nè, cá bằng bàn tay các bạn. Phi vậy bạn, chạy có phi bự nó chạy cái tiếng gít cước cái đã các bạn, đưa võng luôn rồi, chạy đâu.
Ê, cá phi bự các bạn ơi. Cá phi bự chản luôn. Ôi chạy đó các bạn, nhìn nó chạy nè. Chạy không cần. Con này phải giật thôi. Ấy da, cái giật hơi ngắn các bạn. Các bạn, bự. Chạy. Bự, bự rồi. Ê, cái điều hồng mấy bạn ơi. Cái hồng bự. Con này phải dạ thôi. Thì cũng hết mồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cá nãy giờ nha. Tình hình là hôm nay test mồi cá chép nhưng mà cá phi nó khóa quá các bạn ơi. Ăn cá ăn lửng không là chưa kịp cá chép ăn là dính cá phi rồi. Thì nói chung là mình hôm nay test thì mồi cá chép thì nó không thành công, nhưng mà nó thành công đó là dính cái cá phi với cá mè nhiều lắm. Thì hôm sau mình sẽ làm tiếp cái bài mồi để đi test tự nhiên các bạn. Hôm nay câu hồ thì thấy thất bại cái vụ test chép rồi đó. Còn tự nhiên thì chưa biết, mình sẽ làm cái clip tiếp theo để test tự nhiên xem ok không. Thì ở đây nói chung là cá phi nó ăn bạo quá, nó ăn lửng nữa, lại chưa kịp cá chép vào là nó đã xong rồi các bạn ơi. Nên là sẽ hẹn các bạn ở clip sau nha. Ok, hôm nay thì cá phi các bạn ơi. Phi nhiều lắm, phi to lắm mà. Này, coi nè. Nhiều lắm bạn. Đó. Cá bự bự không bạn. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. À, sẽ đi test tự nhiên này cho các bạn xem. Rồi, chào mọi người.